Thưa quý vị, Thư viện quận Liên Chiểu nằm cuối đường Trần Nguyên Đán, được khánh thành vào ngày 22 tháng 1 năm 2022. Đây là địa điểm đọc sách bổ ích, lý tưởng, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn quận nói riêng và người dân thành phố nói chung, qua đó góp phần xây dựng văn hóa đọc, nâng cao tri thức, văn hóa cho các tầng lớp nhân dân. Mặc dù mới hoạt động hơn một tháng, nhưng Thư viện quận Liên Chiểu đã thu hút nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên trên địa bàn quận và các cán bộ hưu trí đến đọc sách. Đây là thư viện đầu tiên trên địa bàn quận, nên nhiều sinh viên rất háo hức được trải nghiệm không gian thư viện tại đây. Không chỉ là nơi đọc sách, mà các bạn còn được ngồi học tập, làm việc. Dạ, gần đây là em có hay đến thư viện ở đây. Với lại bình thường em tới thư viện là em hay học bài với sự sau mà em rảnh thì em đọc thêm sách ở đây. Em thích tới đây là bởi vì thứ nhất là gần nhà, có nhiều sách. Em cũng thường hay đến thư viện gần như là mỗi ngày. Sau khi em học ở trường về thì em thường ghé đây để em làm bài tập tiếp, hoặc là những lúc nào không có bài tập thì em sẽ đọc sách ở đây để thư giãn. Em thấy thư viện rất là sạch sẽ, rất là đầy đủ tiện nghi. Em vào thì em thấy bàn ghế rất là rộng và có những loại sách đầy đủ đa dạng các thể loại để em có thể chọn. Và em thấy rất là thoải mái khi mà em đến học hoặc là đọc ở thư viện. Thư viện quận Liên Chiểu được đầu tư xây dựng với một không gian rộng, thoáng mát cùng cơ sở vật chất hiện đại, nằm xa khu dân cư nên rất yên tĩnh. Tại đây có hơn 5.300 đơn vị sách đủ thể loại được quyên góp từ Hội sách quận Liên Chiểu, Thư viện tổng hợp thành phố Đà Nẵng và 6 máy vi tính để bạn đọc có thể tra cứu sách điện tử. Vì mới hoạt động nên thư viện chú trọng vào công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tập trung vào đối tượng sinh viên, công nhân trên địa bàn. Thì với việc hình thành và đi vào hoạt động của Thư viện quận Liên Chiểu, đây là một sân chơi bổ ích dành cho mọi lứa tuổi của trên địa bàn quận Liên Chiểu để phát triển các văn hóa đọc. Với mong muốn mỗi bạn đọc đến với thư viện, chúng tôi sẽ cung cấp được những kỹ năng giao tiếp để các bạn được cân bằng được cái cảm xúc trong cuộc sống và có rèn luyện tư duy để phát triển văn hóa đọc trên địa bàn quận. Hiện tình hình dịch bệnh phức tạp gây ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động của thư viện như giới thiệu sách mới, trưng bày sách v.v. không được tổ chức theo kế hoạch và hạn chế lượng bạn đọc là các em thiếu nhi do tâm lý dịch bệnh nên chưa được phụ huynh cho đi ra ngoài. Vì vậy, thư viện đưa ra các giải pháp là đảm bảo môi trường an toàn cho bạn đọc tại chỗ, tạo điều kiện làm thẻ online và đẩy mạnh thư viện điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc trong mùa dịch.